Chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Như quý anh chị đã biết, phá tướng ở đây không phải là phá hoại tướng mạo mà là thay đổi tướng mệnh, từ đó làm thay đổi vận mệnh. Tướng tùy tâm sinh, đây là một sự thực được công nhận bởi hầu hết các nhà nhân tướng học. Nếu tiến hành chỉnh sửa phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh, vận khí con người. Có trường hợp thay đổi tốt, cũng có trường hợp thay đổi theo hướng xấu. Phẫu thuật thẩm mỹ như con dao hai lưỡi có thể giúp cho người tướng xấu bớt phần xui xẻo. Nhưng ngược lại, có người đang mang nét tướng tốt nhưng thấy không hợp mắt, hợp thời trang nên chỉnh sửa, cuối cùng phá tan vận may mà mình đã có, khiến cho cuộc đời đi theo một hướng hoàn toàn khác. Vậy, phẫu thuật bộ phận nào và ảnh hưởng đến cái gì? Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video dưới đây. Thất mính phá cung điền trạch, tài sản hao tổn nặng nề. Xem tướng khuôn mặt, phần nằm giữa mắt và lông mày, tức là mí trên mắt, được gọi là cung điền trạch. Cung điền trạch sẽ thể hiện là tài sản của một người, gồm có bất động sản như là đất đai, nhà cửa hay là tiền bạc, sổ tiết kiệm. Nếu phẫu thuật thẩm mỹ mà có sự thao tác ảnh hưởng đến phần cung điền trạch, phá vỡ khí tướng ở đây như cung điền trạch bị phá, bị lông mày che lấp hay là có nốt ruồi hình xăm, thì điều đó có thể gây tổn hao tài sản của bạn. Chuyển phẫu thuật từ mắt một mí thành mắt hai mí vô cùng phổ biến. Nếu làm thì khó tránh khỏi sẽ để lại một đường sẹo mờ trên mí mắt. Tuy nhiên thì y học càng ngày càng hiện đại, bạn có thể chọn loại hình thẩm mỹ tốt nhất không để lại sẹo. Bởi nếu sẹo lộ ra ngoài, tức là nhìn bên ngoài thấy sẹo thì cũng giống như là cung điền trạch bị phá. Như quý học, nếu phạm phải điều này thì vận khí từ năm 35 đến 40 tuổi sẽ bị ảnh hưởng. Trong những năm này, tài sản có thể sẽ xảy ra tranh chấp thị phi, gây tác động xấu đến vận mệnh cuộc đời. Đội cằm nhọn, theo thuật tướng số, đàn ông tướng hoàn hảo nhất là cằm vuông, nó đại diện cho sự trưởng thành, chín chắn, trầm ổn, hành sự quyết đoán. Còn phụ nữ thì tốt nhất là cằm tròn, có thế cuộc đời mới được viên mãn hạnh phúc. Chẳng thế mà từ xa xưa, người ta đã tôn vinh nét đẹp chuẩn mực là đàn ông mặt vuông chữ điền, phụ nữ mặt trái xoan. Tuy nhiên thì hiện nay, người ta đổ xô nhau theo nét đẹp cằm vê lai, cằm nhọn. Các cô, các chị vì muốn mình trở nên hợp thời sang trọng như các ngôi sao hàng đầu mà cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ, biến hình từ cằm tròn thành cằm nhọn. Nhưng nhân tướng học cho rằng, người mà cằm quá nhọn thì dễ nảy sinh nhiều điểm khó chịu như là tâm tính thất thường, nóng giận vô cớ. Có thể xem đời người qua tướng cằm, cằm quá nhọn còn dễ ảnh hưởng đến hậu vận, tuổi già không được an lạc thái bình. Nâng mũi, khắc chồng, cả đời cô quạnh. Nhân tướng khuôn mặt thì mũi nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, đại diện cho cung tài bạch và suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Với nữ mệnh, mũi còn đại diện cho cung phu của nữ mệnh. Khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi, được gọi là sơn căn. Nếu sơn căn quá thấp thì chứng tỏ nữ mệnh khó được hưởng hồng phúc của chồng, cũng chính là khó lấy được người chồng như ý. Đồng thời, vận khí của người chồng cũng xấu, cuộc sống khó khăn vất vả. Trong trường hợp này thì có thể nâng sống mũi lên một chút để sơn căn cao hơn, vận khí cũng tốt hơn phần nào. Tuy nhiên thì nhiều cô gái vì chạy theo vẻ đẹp thời thượng mà phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, đem sống mũi độn lên thật cao. Vốn dĩ sống mũi vừa phải, đầu mũi tròn đầy đặn là tướng vượng phu. Nhưng vì đẹp mà đem sửa cho sống mũi cao, đầu mũi nhọn phá tướng, từ tốt thành xấu. Mũi lúc này nhọn giống như là lưỡi dao sắc, thành tướng khắc chồng, phải chịu đời cô quạnh, đơn côi, nông mài dụng. Nhân duyên giảm sút, cô đơn suốt đời. Lông mày là đại diện cho cung huynh đệ, cung bằng hữu, chính là chỉ các mối quan hệ xã hội. Nó cũng là cung tài bạch thứ hai trong nhân tướng học. Những cô gái lông mày thưa mỏng có thể chọn cách đi theo lông mày, làm vậy có thể giúp cho nhân duyên vượng phát, quý nhân phù trợ.
Tuy nhiên thì hãy nhớ kỹ là không bao giờ được cạo hết lông mày đi. Dù là sau đó bạn có kẻ vẽ hay là thêu lông mày, nhìn bên ngoài không ai phát hiện ra bạn không có lông mày, nhưng kỳ thực vẫn chẳng thể thoát khỏi việc phá tướng. Lông mày không có cũng là điểm báo tài lộc tiêu tán, cô đơn hiu quạnh, không người bầu bạn. Bạn có biết rằng là con người ta không phải cứ xinh đẹp thì mới đáng yêu, mà là đáng yêu nên mới trở nên xinh đẹp. Nếu thực sự cảm thấy ngoại hình không được đẹp thì có thể chỉnh sửa đôi chút, nhưng không được quá đà. Nếu chỉnh sửa nhiều, phẫu thuật thẩm mỹ nhiều có thể sẽ khiến cho vận khí thay đổi. Thay vì quá chú trọng đến ngoại hình, đến vẻ đẹp bên ngoài, chẳng thà chúng ta tự mình tu tâm dưỡng tính. Tướng do tâm sinh, tâm tốt, tu dưỡng tốt thì chắc chắn sẽ có tướng tốt, các khí tự nhiên theo nhau mà tới. Cách làm đẹp tốt nhất là tu tâm dưỡng tính. Để nối tiếp chương trình lần này thì Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp trong năm 2020 tuyệt đối không nên chỉnh sửa những bộ phận trên khuôn mặt. Đầu tiên đó là những mệnh chủ tuổi Tý. Vào năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế trong năm, phải đương đầu không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực và tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản, an yên mà suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm, dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống vì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không thể kiểm soát được bản thân mình, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý, con giáp này dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên Phong Thủy Gia Cát xin được nhắc nhở tuổi Tý trong năm nay chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sầu sóng cả hay là những nơi hầm ngầm, hang động dưới lòng đất, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí Phong Thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tý năm nay thì con giáp này có tỷ thiên chiếu mệnh Tý Thủy tọa thái tế, trong hung vận có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ thiên Tý Thủy của tuổi Tý nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như là lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình. Đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu đề ra thì cần phải nỗ lực cố gắng hết mình. Chẳng có ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân. Mệnh chủ tuổi Ngọ. Theo dõi phần trình của tuổi Ngọ, con giáp này gặp thái tuế Tý Thủy khắc chế đến Ngọ hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội. Tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi, căng thẳng nhưng không được khen thưởng, đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn. Có thể tốt đẹp con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu sự trừng phạt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp. Đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Ngọ gặp cục diện xung thái tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo thì đầy rẫy.
bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Điềm báo tử vi cho thấy có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này chớ nên gây chuyện với cơ quan hành pháp, chấp pháp, kẻo mang họa vào thân. Trong năm nay có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc là vị trí làm việc. Bạn có thể bị thuyên chuyển công tác, nhưng trong tình hình hiện tại thì đó lại là họa hay là phúc thì vẫn còn khó nói. Biết đâu, đi tới một nơi khác lại là khởi đầu may mắn hơn cho con giáp này. Xét về phương diện sự nghiệp thì trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mài đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi ngọ. Những chú ngựa cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, tránh để những lời châm chọc xúc xiểm làm mình nóng giận, bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả về sau. Để cho sự nghiệp được thành công may mắn, hóa giải xung sát do tài tuổi ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất. Người tuổi ngọ trong năm Canh Tí 2020, tài vận không được lý tưởng cho lắm, chính tài khởi sắc chút đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá nhiều, thêm nữa còn phải đề phòng vườn trộm cắp lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra thì trong năm Thái Tuế là thất sát hung tinh, đối khung với thứ tài nên bạn mạnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm, các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hảo của hoặc bị lừa gạt hoặc là bị nẫm tay trên. Những chú ngựa cũng cần phải thận trọng khi làm trong ngành tài chính, cổ phiếu hay là các dự án thủy lợi thường mất nhiều hơn được. Cùng với đó, trong cuộc sống dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gặp phải thị phi liên tục. Hơn nữa, áp lực kinh tế rất lớn có thể gây ra nợ xấu, nên mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn, cần đưa ra định hướng chi tiết cho mình. Mệnh chủ tuổi ngọ năm nay tốt nhất hãy theo định hướng là động trung cầu tài để giảm bớt sự ảnh hưởng của các tác động xấu do vị thái tuế phá gây ra. Năm nay tài vận rất khó được như ý, kiến nghị nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính đến bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn kiếm được tiền, đừng tham lam, nếu bạn giỏi sẽ nhận được nó. Nếu có hành động tốt sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình. Không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vận xung thái tuế. Năm nay là năm của sự chăm chỉ, cũng là một năm thích hợp cho các chuyến công tác. Nếu cần đi đến những nơi khác để phát triển sự nghiệp, bạn có thể thay đổi, thích nghi với những sáng tạo và đổi mới. Tin rằng sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn và hãy luôn nhắc nhở mình nhớ mang theo bên người một kim bài thái tuế năm 2020. Mệnh chủ tuổi Mùi, mệnh tuổi Mùi gặp năm Canh Tí thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tí Thủy lộ xuất thiên tài và Tí Mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay tuổi Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh tài chính hoặc thủy lợi nhà hàng. Nhưng vì năm nay là năm phạm cục diện hại thái tuế nên dù làm ăn khá vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì sẽ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Để mọi việc viên mãn hóa giải các xung giác do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Từ thương quan chiếu đến còn đại diện cho những chuyện thị phi rắc rối. Như thế trong năm, dù việc làm ăn lợi lộc có phát triển nhất định, nhưng tuổi Mùi dễ gặp phải tai họa khôn lường, có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Vì thế, trước khi đi đến quyết định sự mối quan hệ với ai, cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tình đời để phát hiện ra ai là người tốt, kẻ xấu. Tốt nhất, nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, còn mối quan hệ nào mang lại nhiều điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Bản mệnh cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi trong năm này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà tuổi Mùi sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn thì tốt nhất không nên tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không dễ vướng vào chuyện kiện tụng. Việc làm ăn thì cần phải chân chính, dựa vào chính sức của mình mới mang lại nhiều niềm vui, còn tham lam muốn chiếm đoạt tài sản người khác thì ác sẽ phải gặp nhiều mối ưu phiền. Trong năm Canh Tí, tuổi Mùi tránh đến những nơi ẩm thấp hoặc có nhiều nước khiến cơ thể khó thích nghi. Tốt nhất nên tham gia những hoạt động ngoài trời, rèn luyện thể dục thể thao giúp tăng cường thể chất.
để bổ trợ cho thân mệnh, gia chủ. Cách tài là phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được thuận lợi, hanh thông trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuy nhiên, điều an ủi là bản mệnh khá có duyên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Nếu biết nắm thời cơ, sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải chuyện thị phi, nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên không mấy hòa hợp, việc tăng lương, thăng chức cũng sẽ khá khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân. Tuổi Mùi vào năm 2020 do thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi tí thủy lộ xuất thiên tài. Đồng thời tí mùi tạo nên cục diện tương hại nên sự nghiệp của tuổi mùi có khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm. Công việc của bản mệnh phát triển khá tốt, cần phải đề phòng tai họa ngầm. Chuyển rắc rối thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên, khiến bản mệnh phải cẩn thận ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính vì những lúc này là lúc bạn cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông, may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi. Trong năm thì tuổi mùi cũng phải phân rõ công và việc tư, không nên để truyền tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Có người tốt kẻ xấu cùng xuất hiện, vì vậy cần phải có khả năng quan sát tinh tế nhạy bén để biết ai là người thực sự tốt với mình, còn ai chỉ là kẻ nịnh hót để kiếm lợi cho bản thân. Với những người làm nghề tự do, cần phải xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc thiếu đạo đức, bởi việc này sẽ gây ra nguy hiểm thị phi cho chính bạn. Mùi tài lộc của tuổi mùi vào năm Canh Tý thì có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Tuy nhiên, nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy mình muốn làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ. Bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến sai lầm không đáng có, khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản. Năm nay sẽ không có nhiều cơ hội, thu nhập cũng sẽ phát triển theo tình hình, rủi ro hoặc tài vận sẽ tùy theo mà tăng nhiều. Đồng thời còn gặp không ít những việc đau đầu, thậm chí là nghiêm trọng vì tiền tài mà xảy ra tranh chấp liên quan tới pháp luật. Ngoài ý muốn nhiều, năm nay tuy là năm tài vận kém, nhưng tuổi mùi không cần quá mức khẩn trương. Cơ hội vĩnh viễn dành cho người có chuẩn bị nếu như trong sự nghiệp có thể đặt ra kế hoạch cùng mục tiêu. Với sự cần cù có thêm quý nhân tương trợ thì có thể đạt được kết quả mong đợi. Ngược lại, nếu như ăn không làm biếng cả ngày tưởng tượng viển vông thì tiền từ trên trời rơi xuống thì tiền tài tự nhiên sẽ có một ngày cạn kiệt. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi và mặc dây chuyền Bát Bảo Tâm Kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết, cho dù là khi tài chính dư giả thì cũng cần phải biết giữ mình. Cảm ơn quý chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.